Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là những tin nóng mà chúng tôi vừa mới cập nhật trong vài giờ qua. Quý vị đừng quên like, chia sẻ video này để nhiều khán giả cùng theo dõi quý vị nhé. Kịch tính cảnh sát biển Việt Nam truy đuổi tàu Malaysia đòi thả ngư dân, Trung Quốc nhìn cũng phải tái mặt. Xin chào các bạn khán giả thân yêu của kênh tin tức ngày hôm nay. Các bạn thân mến, tranh chấp chủ quyền Biển Đông, đặc biệt là quần đảo Trường Sa giữa các nước trong khối ASEAN lẫn Trung Quốc với ASEAN khiến cho quần đảo Trường Sa chưa có nước nào tuyên bố chủ quyền hoàn toàn, trong khi các nước trong khối ASEAN đang tìm cách để chống lại Trung Quốc vì yêu sách phi lý về đoạn lưỡi bỏ 9 đoạn, thì nội bộ ASEAN vẫn thi thoảng xảy ra lục đục. Malaysia là một trong những nước tuyên bố chủ quyền đảo nhỏ thuộc Trường Sa. Chính vì vậy, giữa Việt Nam và Malaysia vẫn đang có nhiều điểm chồng lấn về chủ quyền biển đảo. Mới đây còn có thông tin đưa ra rằng cảnh sát biển Việt Nam truy đuổi tàu Malaysia đòi thả ngư dân. Vậy thì chi tiết cuộc đụng độ này như thế nào? Hãy cùng với kênh tin tức mới điểm chi tiết về vụ việc này nhé! Nhiều trang báo chính thống của nhà nước Malaysia đưa tin, cơ quan thực thi pháp luật trên biển Malaysia MMEA tuyên bố đã ngăn chặn và trục xuất 3 tàu công vụ Việt Nam, bao gồm 1 tàu cảnh sát biển và 2 tàu kiểm ngư xâm phạm trong vùng biển mà Malaysia cho là của nước này. Vụ việc được báo chí Malaysia chỉ ra rằng tàu tuần tra KM Gemia mang số hiệu 2950 của cơ quan giám sát hàng hải Malaysia trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra đã phát hiện 3 tàu cá của ngư dân Việt Nam mang số hiệu KG94785TS, KG94725TS và KG93630TS của ngư dân Kiên Giang đã có hành vi xâm phạm sang vùng biển nước này để đánh bắt thủy hải sản thuộc khu vực Kuala Terengganu, bán kính khoảng 119 đến 120 hải lý, nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia. Khi phát hiện thấy tàu tuần tra của cơ quan giám sát hàng hải Malaysia, những tàu cá Việt Nam đã bỏ chạy, buộc tàu KM Gemia 2950 phải truy đuổi. Khi đã cặp mạn tàu cá Việt Nam, ngay lập tức các binh sĩ của Malaysia đã leo lên dùng súng để khống chế những người trên thuyền. Ngay sau đó thì 3 tàu thực thi pháp luật Việt Nam bao gồm một tàu cảnh sát biển CSB 4034 và 2 tàu kiểm ngư KN 214 và KN 268 đã xâm nhập vùng biển Malaysia để ngăn KM Gemia của nước này bắt giữ 3 tàu cá bị tình nghi xâm phạm và ăn cắp tài nguyên biển. Theo MMEA, 3 tàu công vụ này đã lao vào uy hiếp và ra sức ngăn cản lực lượng Malaysia bắt giữ và ra yêu cầu thả 3 tàu cá Việt Nam. Theo như đoạn video mà truyền thông Malaysia đưa lên thì 3 tàu công vụ của Việt Nam hoàn toàn chiếm ưu thế hơn so với KM Gemia nước họ. Theo ghi nhận từ video này thì khi mà KM Gemia chỉ dài 20m với lượng giãn nước khoảng 100 tấn, trong khi đó thì 2 tàu của Việt Nam CSB 4034 và 2 tàu kiểm ngư KN 214 đều cỡ 400 tấn. KN 268 cỡ 770 tấn với chiều dài, chiều cao gấp 2 đến 4 lần so với tàu công vụ KM Gemia của Malaysia. Ngoài ra thì các tàu của Việt Nam còn có pháo nòng đôi 23 ly, súng máy hạng nặng là 14 ly 5, trong khi thì KM Gemia chỉ là 12 ly 7. Chỉ riêng việc số lượng tàu hơn đã là một áp đảo. Trong sự vụ này thì Việt Nam ta còn chiếm cả ưu thế về cả số lượng và chất lượng. Sau khi tiếp cận dựa vào ưu thế to lớn, tàu công vụ Việt Nam KN 214 đã nhanh chóng áp sát tàu KM Gemia của Malaysia, tạo điều kiện để cho tàu cá thoát ra. Trong khi đó thì hai tàu còn lại KN 268 và CSB 4034 thì liên tục đã bám đuổi theo tàu tuần tra Malaysia ở khoảng cách gần. Thế nhưng do binh sĩ của Malaysia đã lên thuyền cá của ta và dùng súng để khống chế từ trước, thế nên tàu cá Việt Nam không thể thoát ly được mà vẫn buộc phải di chuyển theo yêu cầu của họ. Trong lúc giao tranh giữa hai bên đã có 4 ngư dân nhảy xuống biển, sau đó được tàu của ta cứu vớt và đưa về đồn biên phòng Tam Giang để bàn giao và thực hiện cách ly phòng dịch theo quy định. Dù lực lượng công vụ Việt Nam đã sử dụng nhiều biện pháp cứng rắn, hòng đòi được hoàn toàn tất cả số lượng ngư dân, nhưng bên phía Malaysia thì lại quyết không trả người. Theo báo chí Malaysia, khu vực mà họ phát hiện và thực hiện bắt tàu cá Việt Nam nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của họ, thế nên việc họ thực hiện bắt giữ như vậy là hoàn toàn không có gì sai.
Thấy sự áp đảo từ đối phương thì cơ quan thực thi pháp luật trên biển Malaysia MMEA đã điều động thêm một tàu tuần tra khác là KM Amana cỡ 200 tấn đang hoạt động cách khu vực này khoảng 35 hải lý để nhanh chóng hỗ trợ và ứng cứu. Sau quá trình truy đuổi quá sâu vào vùng biển nước họ, ba tàu thực thi pháp luật của Việt Nam ta buộc phải rút lui, quay trở về vùng biển của ta. Các ngư dân Việt Nam vẫn bị phía Malaysia bắt giữ. Theo thông tin ban đầu, thì Malaysia tuyên bố quá trình quần thảo hai bên các tàu công vụ Việt Nam đã đâm hỏng hai tàu cá, chỉ còn lại một chiếc là chạy tốt. Sau đó thì KM Gemia đã phải kéo hai tàu cá này cùng với những ngư dân bị bắt về cảng. Và phải mất tới 15 giờ để thực hiện điều đó, với vận tốc di chuyển chỉ 3 hải lý trên giờ. Tất cả các thuyền, thủy thủ đoàn và những người bị bắt đã được đưa vào cầu tàu hàng hải bang Kuala Terengganu để điều tra thêm. Malaysia đã bắt giữ 19 người Việt Nam có độ tuổi từ 21 đến 61, thu giữ khoảng 1,5 tấn hải sản, 4.500 lít dầu diesel và nhiều thiết bị đánh cá. Tất cả ước tính khoảng 2,5 tỷ. Đó là tất cả những thông tin được trích dẫn từ truyền thông Malaysia. Còn theo thông tin từ báo chí của ta, khi đang hoạt động trên vùng biển giáp danh thì ngư dân của ta đã bị tàu công vụ Malaysia bắt giữ, rồi kéo về hướng vùng biển của họ. Do hoảng sợ cho nên là 4 thuyền viên đã nhảy xuống biển để trốn rồi được kiểm ngư cảnh sát biển vớt lên. Hướng thứ nhất này chúng ta có thể phần nào xác định. Có nhiều khả năng rằng ngư dân Việt Nam đã bị chơi xấu. Tại sao lại gọi là chơi xấu? Rất có thể Malaysia đã sang vùng biển của chúng ta, kéo thuyền về địa phận lãnh hải của họ rồi vu khống cho ngư dân đánh bắt cá trái phép trên vùng biển chủ quyền của họ. Bởi lẽ bờ biển của Việt Nam trải dài trên 3.260 km từ Bắc tới Nam, có vùng biển đối diện với nhiều quốc gia, giữa Việt Nam và một số quốc gia hình thành những chồng lấn về lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế với nhiều nước như Trung Quốc, Malaysia hay là Indonesia. Tranh chấp ở vùng chồng lấn trên biển đơn cử như giữa Việt Nam với Malaysia chưa phân định một cách rõ ràng, dẫn đến việc nhiều ngư dân đi đánh bắt cá ở các vùng mà họ vẫn đinh ninh là của nước mình. Nhưng khi thực hiện đánh bắt thì lại bị các nước khác bắt, đó chính là kẽ hở để cho đối phương khai thác để chơi xấu. Trước đó thì cơ quan thực thi hàng hải Malaysia MMEA cũng đã bắt 4 tàu cá và ngư dân Việt Nam với cáo buộc đánh bắt trái phép. Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Phó phát ngôn Đoàn Khắc Việt cho biết, ngay sau khi mà nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia liên hệ ngay với các cơ quan chức năng sở tại, đề nghị đối xử nhân đạo với các ngư dân, đồng thời xác minh các thông tin liên quan và chủ động thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. Đại sứ quán cũng đề nghị phía Malaysia cung cấp các tài liệu bằng chứng liên quan đến tàu cá nói trên để có cơ sở chuyển cho các cơ quan chức năng trong nước điều tra, xử lý nếu như có vi phạm. Với việc ông Đoàn Khắc Việt đề nghị Malaysia cung cấp đầy đủ bằng chứng liên quan đến 3 tàu cá họ bắt giữ, không loại trừ khả năng chúng ta cũng đã bị chơi xấu nên tới ngày hôm nay, tàu cảnh sát biển và kiểm ngư mới có động thái cứng rắn đến như vậy. Không thể tin là tự nhiên tàu công vụ của ta lại có thể xông sang vùng đặc quyền kinh tế của nước khác rồi có những hành động quyết liệt đến như vậy phải không ạ? Mặc dù cho dù ngư dân ta có hành động sai, vi phạm luật pháp đi chăng nữa thì họ cũng là người dân đất nước Việt Nam và sẽ xử theo đúng pháp luật Việt Nam. Tiếp tục nếu như nhìn nhận theo hướng thứ hai thì sao ạ? Cũng không thể không kể đến trường hợp ngư dân của chúng ta sai, cố tình vi phạm vùng biển nước khác để đánh bắt cá. Bởi lẽ Việt Nam chúng ta cũng có nhiều lần bị nhắc nhở về vấn đề vi phạm này. Một minh chứng cho thấy điều này đó là Việt Nam bị rút thẻ vàng cảnh cáo đối với hải sản từ tháng 10 năm 2017 vì nạn đánh bắt cá trái phép ở vùng biển nước ngoài. Theo thông tin từ Tổng cục Thủy sản Việt Nam, từ năm 2018 đến nay, thì vấn đề tàu cá Việt Nam đã vi phạm ở vùng biển các nước trong khu vực như Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines tuy đã phần nào được giảm bớt nhưng cũng chưa thể bỏ được án phạt thẻ vàng của châu Âu. Chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm 2021, số lượng tàu cá Việt Nam bị nước ngoài kiểm soát, bắt giữ đã lên tới con số 47. Một trong những nguyên nhân được ngư dân đưa ra là đó là cạn kiệt nguồn cá gần bờ. Theo Tổng cục Thủy sản, tàu đánh cá của nhiều ngư dân các địa phương ven biển thời gian gần đây thường xuyên phải nằm bờ do nguồn lợi hải sản bị khai thác quá mức. Các chuyến đi biển của ngư dân thua lỗ nặng do lượng cá quá ít để khai thác. Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Yên, bất cứ tỉnh nào cũng phát hiện những vụ việc vi phạm về đánh bắt hải sản, sử dụng ngư cụ cấm hay là đánh bắt sai vùng biển.
Theo các cơ quan chức năng, thì nguồn lợi thủy sản cạn kiệt do công tác quản lý và bảo vệ nguồn lợi này trên vùng biển của các địa phương đang gặp nhiều khó khăn. Do lực lượng khai thác ven bờ thì phát triển quá nhanh, nhiều trường hợp ngư dân còn bất chấp quy định không tiến hành đăng ký, đăng kiểm, sử dụng phương tiện khai thác theo tính hủy diệt mà không quan tâm đến lợi ích chung của cả cộng đồng. Theo EGF, Quỹ Công lý Môi trường, Việt Nam là một trong những đội tàu đánh cá phát triển nhanh nhất thế giới. Với kích thước tàu cá tăng lên là 160%, từ năm 1990 đến năm 2018, bùng nổ quá nhanh về số lượng tàu cá này dẫn đến việc đánh bắt cá quá mức, cạn kiệt nhanh chóng về số lượng cá. Chính vì vậy mà EGF, Quỹ Công lý Môi trường công bố báo cáo và đưa ra nhận định tình trạng đánh bắt cá trái phép của Việt Nam vẫn không thuyên giảm. Thiết nghĩ chính phủ Việt Nam cần có những hỗ trợ thiết thực hơn cho người dân để khắc phục tình trạng này. Bên cạnh đó thì cũng cần có chế tài xử phạt nghiêm khắc với những trường hợp vi phạm. Bởi lẽ với những vi phạm này đã gián tiếp làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là tạo tiền lệ xấu cho mối quan hệ quốc tế, gây mất hình tượng quốc gia. Thế nhưng, qua sự việc vừa rồi, chúng ta vẫn cảm thấy thật tự hào khi cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam đã không quản khó khăn đi vào vùng biển nước ngoài nhằm bảo vệ ngư dân trong mọi trường hợp, đồng hành làm chỗ dựa vững chắc cho ngư dân. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, vui lòng hãy để lại trong phần comment ở phía bên dưới hoặc viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa, Thùy Trâm xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.